Hello, xin chào mọi người. Mình là Thương đây và chào mừng mọi người tới với cái chuỗi video các câu hỏi giải đáp các câu hỏi thắc mắc về yoga. Và lý do mà mình làm một cái chuỗi video này là bởi vì mỗi ngày mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc của các bạn gửi cho mình từ Instagram, từ Facebook, từ comment ở dưới YouTube. Thì các bạn hỏi những cái câu hỏi về luyện tập, về lối sống, về cách tập như thế nào cho đúng. Thì mình đều cố gắng là trả lời chi tiết, trả lời đầy đủ hết tất cả các câu hỏi cho mọi người. Và mình thấy có một điều đó là đối với những bạn mà đã thành công ảnh search trên Google, tìm ra cái trang của mình rồi viết email, gửi thông tin, hỏi câu hỏi cho mình, tức là trong cái ý thức của bạn, bạn rất muốn tìm tòi, rất muốn học hỏi để biết, để tập đúng, để mà xây dựng cái lối sống đúng. Thì mình rất là đánh giá cao những cái người mà có sự tự học tốt như vậy. Và mình rất muốn là mình phải trả lời được cái đầy đủ những cái kiến thức mà mình biết, cũng như là truyền được cái năng lượng tích cực, cái cảm hứng luyện tập của mình cho mọi người, để mà chúng ta cùng nhau có thể tập luyện tốt hơn. Vì vậy mà mình tạo ra cái series, những cái video này. Mỗi ngày mình sẽ trả lời một câu hỏi và mình up lên đây cho mọi người để có mọi người có thể cùng nhau tham khảo nha. Và những cái câu hỏi này sẽ được trả lời theo cái khả năng hiểu biết của mình, theo cái kinh nghiệm luyện tập, những cái gì mà mình học được, mình đọc được. Thì nó sẽ là trên quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Và cái câu hỏi cho cái video đầu tiên ngày hôm nay, câu hỏi mà mình nhận được từ rất nhiều người, đó là mình nên tập yoga vào thời điểm nào trong ngày. Thì mình sẽ có hai ý để trả lời. Cái cách thứ nhất là một cách rất là lý thuyết, đó là cái thời gian thích hợp nhất, thời gian mà tốt nhất cho bạn tập yoga, đó là vào buổi sáng khi mà bạn vừa mới thức dậy. Bạn dành một chút thời gian cho bản thân mình, giống như là me time, thời gian của riêng mình. Thì bạn trải thảm vào góc nhà và bạn mở máy tính, hoặc là bạn tự tập một cái chuỗi bài tập của mình. Bởi vì buổi sáng là lúc mà không khí trong lành, mát mẻ, khi mà không gian xung quanh yên tĩnh, bạn chưa bị vướng bận bởi công việc, bởi tất cả những cái hoạt động ở ban ngày, thì bạn sẽ tăng cái sự tập trung của mình. Đồng thời yoga thì nó còn có cả tập thở, tập thiền nữa, nên buổi sáng là cái thời gian mà rất là thích hợp cho những cái hoạt động này. Đồng thời là khi mà bạn tập luyện vào buổi sáng, nó sẽ giúp bạn đánh thức cái năng lượng, đánh thức cái cơ thể của bạn, cũng như là mang lại cái sự hứng khởi, cái cảm giác thoải mái, dễ chịu cho nguyên cái ngày làm việc dài của bạn luôn. Thì là cái thời gian thích hợp để mình tập yoga là buổi sáng. Tuy nhiên mình có một cái câu trả lời khác, đó là bởi vì cái cuộc sống hiện tại bận rộn, bởi vì có nhiều người có thể là không có sắp xếp được thời gian buổi sáng, có một vài chị có thể là phải đón đưa con đi làm, phải nấu nướng, hoặc là mình làm việc khuya quá mình không dậy được buổi sáng. Thì không phải vì thế mà là mình nói không có tập được buổi sáng thì thôi luôn, không tập nữa, mà câu trả lời là hãy sắp xếp cái thời gian luyện tập phù hợp với cái thời khóa biểu làm việc hàng ngày của mình. Ví dụ như là mình có thể không tập buổi sáng, nhưng mà mình rảnh vào buổi trưa, mình có thể buổi trưa, có thể tập buổi chiều, có thể tập vào buổi tối, 5-10 phút trước khi đi ngủ cũng là luyện tập rồi. Miễn là trong cái ý thức, trong cái suy nghĩ của mình nói là hôm nay mình phải dành thời gian cho luyện tập, thì mình sẽ tự sắp xếp được cái thời gian để mà tập luyện, để mà dành cái me time cho bản thân mình ha. Mình thường nói đùa với mọi người là có còn hơn không, tức là thà mọi người tập 10 phút vào buổi tối hoặc là buổi chiều còn hơn là mọi người không tập gì cả trong một ngày. Vậy nha, đó là câu hỏi đầu tiên và video đầu tiên. Hẹn gặp mọi người vào câu hỏi lần sau. Tạm biệt mọi người.